Em Linh Hồ Thảo Nguyên xin được báo cáo cho các anh ạ. Báo cáo cho cầu thủ Thân Thịnh. Một em trắng đen. Đấy, bắt đầu đuổi cá chú Thịnh ạ. Cần cong vút luôn. Cả nó lôi chú Thịnh xuống hồ đấy. Lâu lâu đánh đen, đánh có 15 phút đã được đen. Đen để dễ câu lắm. Gặp cái thằng đéo đúng thuốc vào đâu. Úi dồi ôi anh ơi, nó nào con miêu vàng con mà con tân cãi. Thịnh và đi câu hết cá của anh em. Em Linh và anh Thịnh mua ít thôi không lại bong. Một phát lên hai con luôn. Ai cũng bỏ đuổi chứ Thịnh về đi. Đánh đen, ai đéo ai đánh 3 chấm này. Anh nhìn cái thẻo to không? Cái thẻo bé con cái tóc. Đưa lên si. Đéo ai đánh đen 3 chấm này. Đã bong đâu anh? Chú Nhẫn mà cho lên đi múa ít thôi chú Thịnh ạ. Chú Nhẫn người cũng mỏi lắm rồi. Em đây anh Tuấn ơi. Đã lên vào thành công rồi ạ. Đúng mồm. Thẳng mồm chứ gì. Mẹ luôn. Ủa, con này to thế. Mẹ nó cắn. Ủa, thôi, rất hiệu.
cả nhà con cái thẻo 2.5 3 chấm nguy hiểm lắm. Được 7 đấy. Không được đâu ạ. Chỉ được 7 quay lại thôi. Đúng rồi. Ôi giời ơi. To. Ôi đây. Có hút nhé. Anh Thành lấy ở đây đây. Con này phải trên 5 cân anh ạ, không phải 5 cân đâu. Phải tầm 7 cân đấy. Đấy, phải đầu 7. Cho vào giỏ. Các anh bỏ bong. Không phải đâu, này, bong vào giỏ. Bong này, bong vào vọt. Bong vào giỏ. Các anh cứ bỏ bong này. Ai ừ. Kinh thế. Về đi bán ốc đi. Đuổi rồi. Các chú đuổi rồi. Ăn 15 phút được nha. Alo. Em chào anh Hùng. Em chào anh Nguyễn Hải. Em chào anh Hoàng Khánh. Em chào anh Thương Dương. Em chào anh Thái Hoàng Đặng. Thời tiết hôm nay thì hơi nắng một chút. Em chào anh Nguyễn Hữu Lợi. Chú. Em chào anh Lê Tiến. Em chào anh Trần Văn Đức. Anh Đức ơi, ra câu đi. Ra câu để báo cá đi. À, mục đích ra sạc nhờ điện thoại anh. Bên này từ sáng giờ lên được con cá nào chưa anh? Chưa. Đây này. Ai ạ? À. Ui, chú Biên báo cá. Lại tiếp tục báo cá cho chú Biên ạ. Cần cong vuốt luôn. Con gì đấy chú Biên ơi? À, con dâu đã lên bờ thành công rồi ạ. Bong vào giỏ hả anh? Dạ. Bong vào giỏ hả anh Đức? Đấy, em vừa lên cái báo cá ngay. Đấy thì anh cắt được cần chưa? Em ghi rồi. Mang cần ra một câu. Em không biết câu. Em chào anh Thái. Em chào anh Tú Trần. Em xin được kết thúc live tại đây ạ.